Rồi trong cái bài lát 7 nè, chúng ta sẽ đi về phần kế thừa. Đó, kế thừa thì thầy nhắc lại cái kiến thức kế thừa tí xíu. Kế thừa tức là có một cái lát nào trước đó người ta đã viết rồi. Sau đó mình sẽ sử dụng lại những cái của cái lát trước đó cho cái lát phía sau. Như vậy lát sau này mình viết rất là ít. Ví dụ lát chữ nhật mình đã viết chu vi rồi, mình đã biết tính diện tích rồi, thì đến cái lát hình vuông mình không cần viết lại gì hết. Nhưng khi mình khai báo một cái biến có cái kiểu là hình vuông thì mình vẫn tính được chu vi, mình vẫn tính được diện tích. Như vậy cái này gọi là kế thừa, tức là sử dụng lại cái những cái gì mà có ở lát cha. Vậy nắm bắt được kế thừa chưa? Như vậy trong cái hình chữ nhật của mình nó sẽ có nè, hình chữ nhật thì nó có rộng có dài, có rộng có dài đó. Thì mình sẽ khai báo một cái lát là chữ nhật. Trong lát chữ nhật này nó có chiều rộng chiều dài. Như vậy thì mình sẽ hiểu rằng chiều rộng này mình sẽ tính được bằng cái đơn vị là gì. Ví dụ có thể là 1, 3 mét, 5 mét, 6 mét gì đó, cũng có thể là 1.67 mét. Như vậy thì mình có sử dụng được kiểu nguyên không? Vậy là không, mình sẽ sử dụng kiểu double. Đúng chưa? Như vậy trước tiên chữ nhật thì mình cần quản lý là chiều dài. Dài. Mình cần quản lý chiều rộng. Đó. Và hai cái này nó có kiểu là double. Vậy từ những cái mà cơ bản mình sẽ suy nghĩ ra mình sẽ làm cái gì, mình khai báo cái gì. Đó. Như vậy nó phải đi từ từ từng cái một. Mình muốn quản lý hình chữ nhật. À thì muốn quản lý được hình chữ nhật mình phải biết chiều dài nó nhiêu, chiều rộng nó bao nhiêu. Như vậy muốn có được chiều dài chiều rộng thì mình phải khai báo hai cái field là hai cái biến để mà lưu trữ chiều dài chiều rộng. Xong. Với một cái class bất kỳ thì cái hàm constructor là cái hàm khởi tạo để tí nữa qua đây. Ví dụ mình có cái class chữ nhật rồi đúng không? Tí qua đây mình khai báo là chữ nhật là CN bằng new chữ nhật. Nếu như bây giờ hôm trước mình có nói về phần lát mở rộng, khi bên cái hàm chữ nhật nè mình không khai báo bất kỳ một cái hàm constructor nào hết, thì ở cái chỗ mà mình dùng nó mình khai báo new chữ nhật nó không báo lỗi. Chú ý nhé, không báo lỗi gì hết. Nhưng đôi khi cái chữ nhật này mình khai báo xong nhưng mà mình không muốn gọi cái hàm nhập, đúng không? Ví dụ các bạn phải phải hiểu chỗ này nó hơi rắc rối nhưng mà các bạn phải hiểu nè. Giả sử mình có một cái hàm nhập void nhập để làm gì? Để lấy chiều dài và chiều rộng từ bàn phím vào. Chiều dài hình chữ nhật là bao nhiêu, đúng chưa nào? Đó, ví dụ như cái hàm nhập của mình là vậy, chiều dài hình chữ nhật bao nhiêu thì mình sẽ lấy cái field là dài sẽ bằng gì, bằng scan. Rồi đến đây lại phát sinh, bây giờ cái scan này hiện nay chưa có thì mình phải khai báo. Đó, mình phải suy nghĩ từ từ như thế. Bây giờ mình sẽ khai báo scan bằng new scan. Nó những cái này là nó là thuộc về cái cấu trúc rồi, giống như văn phạm vậy đó, các bạn nhớ thôi chứ không 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 có cách nào khác. Đó, mình khai báo
và scan, kiểu này là kiểu double, thì mình sẽ scan chấm thiếu import vô scan chấm net double. Đó, đơn giản vậy thôi. Rồi mình có chiều dài, tương tự như vậy mình sẽ nhập vô chiều rộng. Chiều rộng hình chữ nhật thì chỗ này là rộng. Rồi giả sử mình đã có một cái hàm là nhập, thì qua cái hàm phần main mình khai báo biến cn, sau đó nc, sau đó nc chấm nhập. Ok, đấy, như vậy thì lúc này mình sẽ gọi cái hàm nhập để mình lấy dữ liệu vào. Nhưng đôi khi mình không cần gọi hàm nhập, mà mình muốn trong lúc khởi tạo này mình cho chiều dài là 6, chiều rộng là 5, nhanh gọn. Nhưng mà bây giờ nó không cho, bây giờ nó báo lỗi nè. Nó báo là cái hàm chữ nhật này, cái constructor nè, là không có đối số. Nhưng mà anh đưa vô đây 6, 5 là nó không hiểu. Đó, được chưa? Cho nên quay trở lại, nếu mình muốn làm cái việc như thế này thì bên cái chữ nhật mình phải xây dựng một cái constructor. Đó, constructor có cả chiều dài, cả chiều rộng. Được chưa nào? Như vậy thì quay qua bên này. Nếu trong trường hợp mình khai báo một constructor duy nhất là chỉ có hai đối số. Như vậy không có đối số là không có, mình chưa xây dựng. Nếu trong trường hợp mình chưa xây dựng thì nó lại báo lỗi. Lúc nãy thì được mà bây giờ là báo lỗi. Như vậy mình hiểu vấn đề này không? Cái này là mình nói từ cái bài hôm trước, là bài mấy đây? Bài slide 8 á, là lab mở rộng á, class mở rộng á, là có nói về phần này. Đây, lớp mở rộng có nói về phần này. Nên là khi mà các bạn học thì các bạn có thể là xem lại cái phần này giúp thầy. Đây, nếu một lớp không có định nghĩa constructor thì Java sẽ tự cung cấp là không có tham số. Cái mà lúc nãy mình làm đó. À, nếu mà trường hợp chỗ này thầy không có xây dựng gì hết, không có, thì bản thân Java nó tự cung cấp cái này. Mặc dù mình chưa có xây dựng cái hàm không đối số, nó vẫn không lỗi. Được chưa? Còn khi mà chúng ta đã viết cái có đối số, có tham số, thì bên này bắt buộc các bạn muốn dùng, các bạn phải dùng, đưa vô đây là 6.0 chẳng hạn, phẩy 4.0 thì nó hết lỗi. Đó. Còn nếu như bạn muốn mà khai báo thôi, chưa có đưa gì hết, thì làm gì? Thì xây dựng cho thầy một cái hàm constructor mà không có đối số, đừng có chọn gì hết. Vậy thôi. Như vậy thì có cũng được, không cũng được, nó vẫn chấp nhận hết. Đến đây hiểu chưa? Riêng về cái phần mà constructor, tạo một cái class xong rồi xây dựng constructor, có xây dựng hay không xây dựng, có đối số hay không đối số, có ai thắc mắc gì nữa không? Tức là chúng ta phải làm chủ được cái việc là xây dựng hàm constructor, xây dựng hay không xây dựng, thì chúng ta phải làm chủ được chuyện đó. Rồi bây giờ tóm lại nè, khi mà chúng ta chỉ có sử dụng cái hàm constructor mà khai báo dạng không đối số thì chúng ta không làm gì hết, không khai báo gì hết. Còn nếu chúng ta có xây dựng một cái hàm constructor mà truyền tham số vào thì chúng ta nên xây dựng thêm một cái hàm constructor không có tham số. Nếu không thì thôi, còn không thì chúng ta xây dựng cả hai trở lên. Đó là về cái hàm constructor.
Rồi chúng ta sẽ đi tiếp. Trong cái hình chữ nhật này thì có nhập rồi. Bây giờ thầy sẽ làm hàm xuất đi. Xuất. Trước tiên xuất thầy làm chu vi trước đi ha. Chu vi với diện tích. Như vậy thì cái hàm chu vi, public chu vi. Chu vi là mình cần tính chu vi của một cái hình chữ nhật. Sau đó mình đưa ra tên hàm luôn. Như vậy cái hàm này là hàm có kết quả trả về là double. Get chu vi đi. Đó, get chu vi. Rồi, trả về cái gì? Return. Chu vi thì có chiều dài cộng chiều rộng nhân 2. Nhân 2 chấm phẩy. Như vậy chúng ta đã lấy được chu vi. Tương tự như vậy chúng ta lấy diện tích. Ghét diện tích. Nhân. Đấy, như vậy chúng ta có chiều dài, chiều rộng. Và chúng ta tính được chu vi, tính được diện tích. Được không? Rồi cái này là phát sinh từ nhu cầu của chúng ta. Chúng ta cần nó thì chúng ta viết thôi. Được chưa? Cần thì viết. Cần cái gì thì viết. Và viết nó như thế nào là do chúng ta quy định. Vậy thì chu vi là bằng chiều dài nhân chiều rộng. Cái này đã có công thức. Diện tích là chiều dài nhân chiều rộng. Cái này đã có công thức. Vậy thôi. Rồi bây giờ đến hàm xuất. Xuất thì chúng ta chỉ cần FOIL là được. Xuất tức là mình đưa thông tin ra. Thông tin hình chữ nhật. Ok, xuất thông tin hình chữ nhật. Như vậy thì chỗ này thông tin hình chữ nhật có gì? Dài cộng cho this get this chấm dài. Rồi cộng cho rộng cộng cho this chấm rộng cộng cho chu vi. Rồi khi nào là mình có dấu nháy kép, khi nào không có dấu nháy kép mình có control được việc này không? Cộng cho this chấm get chu vi cộng cho diện tích cộng cho get diện tích. Đấy. Như vậy các bạn có chủ động việc là khi nào là nháy kép, rồi khi nào là cộng this chấm vân vân, tức là nguyên cái đoạn code, nguyên một cái dòng này nè, các bạn có tự gõ được không, hay là nhìn của thầy rồi phải gõ lại, nhìn copy qua. Theo các bạn là các bạn copy qua hay là các bạn tự ngồi nghĩ ra mà gõ? Ổn không Phương Khánh ơi? Dạ nghe là thầy. Được không? Dạ chừng nào nếu mà không nhớ thì nhìn code của thầy. Biết rồi, nhưng mà giả sử bây giờ mình tự nghĩ ra, à mình đang muốn xuất thông tin hình chữ nhật thì hình chữ nhật có gì? Có chiều dài. Thì chỗ này là có nháy kép chiều dài. Mình có hiểu tại sao nó là nháy kép không? Mình muốn cái gì ở đây được không? Hiểu không? Xuất thông báo. Ừ,
Rồi cái chỗ này là cái mà cộng dis chấm dài này là cái gì? Mình đưa cái nháy kép này ra đây được không? Đưa nháy kép này ra đây được không? Bỏ nháy kép chỗ này đi. Đưa nháy kép ra đây được không? Dạ không thầy. Lý do? Lý do không? Lý do là được chứ không phải là không. Nhưng mà lúc này nè, cái đít chấm dài này nó sẽ hiểu là một chuỗi, và tí nữa nó sẽ ghi thông báo cho mình là dài hai chấm cộng đít chấm dài cộng rộng cộng với là chiều rộng là bao nhiêu đó. Cho nên nó sẽ hiểu nguyên cả cái đoạn này là một chuỗi. Còn mình đang muốn là đây là chuỗi, còn cái chỗ mà đít chấm dài này là một cái biến, một cái con số mình sẽ đưa vào. Cho nên mình phải ngắt cái chuỗi ngay đây. Được không? Dạ. Rồi những bạn khác thì sao? Khi mà các bạn xuất xong thì các bạn qua cái class chính nè, các bạn tạo cho thầy một cái hình chữ nhật, chữ nhật 1 đi. Và cái chữ nhật 1 này các bạn sẽ gọi hàm nhập. Sau đó chữ nhật 1 các bạn gọi cho thầy hàm xuất. Xong khai báo cho thầy chữ nhật 2 CN2 bằng new chữ nhật. À, chỗ này mình khai báo chiều dài là 8, chiều rộng là 2 đi. 8.0 nó mới chịu bởi vì mình khai báo kiểu double. Rồi xuống đây chữ nhật 2 chấm, mình có cần nhập nữa không? Xuất luôn. Đó, xuất ngay lập tức. Rồi coi thử nó làm sao. Chỗ này mình ghi một cái thông báo để cho nó xuống dòng. Đó, không có làm gì hết, để cho nó nhảy xuống dòng một khoảng trắng. Hoặc là bạn ghi cái dấu gạch để cho nó phân biệt. Chiều dài 6, chiều rộng 4. Rồi nó xuất thông tin hình chữ nhật, dài 6, rộng 4, chu vi 20, diện tích 24. Rồi thông tin hình chữ nhật, dài 8, rộng 2, chu vi 20, diện tích 16. Được chưa? Đó, lúc sử dụng mình sẽ sử dụng như thế đó. Ở đây là mình dùng cái hàm constructor là không đối số, thì mình dùng hàm nhập. Còn mình dùng cái hàm constructor mà có đối số thì mình không cần dùng đến hàm nhập, bởi vì nó có số liệu rồi. Rồi dài mình sẽ là phần trăm d, rồi đến rộng phần trăm d, phần trăm f đi, phần trăm f plot f, rồi đến chu vi phần trăm f luôn, đến diện tích phần trăm f. Rồi tất cả những cái phía sau mình không có cộng nữa,
và mình sẽ truyền tham số vào. Như vậy chúng ta đặt phần trăm F ở đâu thì nó sẽ lấy cái giá trị đầu tiên nó truyền vào đây, lấy cái giá trị thứ hai nó truyền vào đây. Nếu như chỗ này là chúng ta ghi chiều dài mà chúng ta ghi ngược ở đây, ví dụ chỗ này chúng ta ghi ngược rộng trước rồi chúng ta mới ghi dài, thì chuyện gì xảy ra? Nó không quan tâm, nó cứ thấy cái truyền tham số đầu tiên thì nó đưa vô phần trăm F đầu tiên, cái thứ hai thì nó đưa vô cái thứ hai, nó không cần quan tâm là bạn đang truyền cái gì. Chiều dài 6, chiều rộng 3. Đấy, được chưa? Đó. Và cái printf nó không có cho xuống dòng, cho nên cái dòng tiếp theo mà mình ghi là cái dòng này, nó ghi tiếp theo. Nếu như bạn muốn xuống dòng thì có thể bạn sẽ xịt n ở đây, hoặc là bạn sẽ xịt n ở đây, tức là ghi xong cái phần này xuống dòng cho một cái. Đó, như vậy bây giờ là nó ghi xuống dòng hai lần luôn á. Xuống dòng hai lần, một lần nè, hai lần nè. Được chưa nào? Vậy hiểu rõ cái printf và printline chưa? Mình muốn sử dụng kiểu nào cũng được hết á, mà thường là người ta sẽ sử dụng cái này, printf dài bao nhiêu, rộng bao nhiêu, chu vi bao nhiêu, diện tích bao nhiêu rồi truyền vô. Bây giờ đến kế thừa nè, giả sử thì là một cái lớp hình vuông, giả sử thì tạo một cái lát hình vuông vuông. Có phải là cái lát hình vuông là nó cũng có khác tí xíu, là nó không có dài rộng mà nó chỉ có cạnh thôi. Như vậy hình vuông chúng ta có cạnh chứ nó không có dài, không có rộng. Nếu như các bạn hiểu dài rộng cũng được, tức là đối với hình vuông thì chiều dài bằng chiều rộng, thì lúc này chúng ta không cần khai báo cạnh nữa. Tùy các bạn hiểu. Nếu các bạn muốn làm cho nó rõ, các bạn khai báo chữ cạnh vào, thì thực ra cái này trong lúc lập trình các bạn sẽ tốn thêm không gian cho nó. Còn nếu các bạn hiểu đơn giản là dài bằng rộng, tức là hình vuông, hình chữ nhật là hình vuông, thì rất đơn giản. Chỗ này hiểu không? Bây giờ nếu như không thừa kế nè, thầy ghi cạnh nhé. Sau đó thầy sẽ làm gì? Thầy cũng new constructor không đối số. Thầy cũng new constructor có đối số. Rồi, thầy phải viết lại một cái hàm là nhập rồi thầy phải viết lại một cái hàm xuất rồi thầy phải viết cái hàm get chu vi. Thầy phải viết một cái hàm get diện tích. Get diện tích. Ok. Rồi,
Như vậy hàm nào mình cần phải làm? Hàm get chu vi có phải mình phải return cạnh nhân cạnh. Bạn dùng power cũng được, thầy dùng cạnh nhân cạnh cũng được. Dùng cái hàm power. Tùy muốn xài gì xài. Chu vi cạnh nhân cạnh, sorry, cạnh nhân 4. Còn cái này là diện tích rồi. Cạnh nhân 4. Diện tích. Rồi. Được chưa? Mình phải viết hàm này, hàm này, hàm này. Rồi hàm nhập. Hàm nhập. Mình sẽ làm gì? SOT cạnh hình vuông. Cạnh hình vuông. Mình cũng phải khai báo cạnh bằng rồi. Rồi lúc này cái phần xuất của mình có khác gì với hình chữ nhật không? Phần xuất của mình có thể nó sẽ không khác. Mình sẽ copy cái phần xuất này cho nó nhanh khỏi phải viết lại. Như vậy thì nó khác nhau cái gì? Đít chấm dài, đít chấm rộng là không có nè. Chỗ này nó chỉ có cạnh thôi. Và chỗ này mình chỉ có cạnh. Thấy chưa? Dư phần trăm F là nó báo lỗi ngay. Rồi gì nữa? Get chu vi, get diện tích. Lỗi gì? Chu vi diện tích cạnh, chu vi diện tích, get chu vi, get diện tích. À, chữ tích này viết hoa. Rồi như vậy thì nếu trong trường hợp mà mình không kế thừa thì mình phải viết lại như thế này, tất cả mọi thứ giống như hình chữ nhật, đúng không? À, nhưng nếu mà thầy kế thừa thì thầy sẽ làm được gì? Bây giờ thầy sẽ tạo hình vuông. Tương tự như vậy, thầy sẽ tạo hình vuông. Vuông 1 bằng new vuông. Rồi, vuông 1 chấm nhập. Vuông 1 chấm xuất. Hai chấm xuất. Ok. Như vậy các bạn thấy là trong quá trình mình làm, nếu mình không kế thừa bảy năm bốn cạnh là 4, chu vi 16, diện tích 16. Ok.
Bây giờ nếu mình kế thừa thì nó làm được cái gì? Nếu kế thừa chuyện gì xảy ra? Như vậy hình vuông này nếu chúng ta kế thừa extend từ chữ nhật thì cái việc mà chúng ta tạo một cái hàm khởi tạo này có cần hay không? Nếu như chúng ta bỏ đi. Cần. Được chưa? Rồi, như vậy thì cái này chúng ta giữ. Cái hàm này cạnh. Như vậy lúc này đối với nếu chúng ta kế thừa thì cái này chúng ta không cần. Không cần cạnh. Chúng ta chỉ cần chỗ này super mở ngoặc cạnh phẩy cạnh, nghĩa là gì? Nghĩa là super tức là lớp cha, lấy cái hàm khởi tạo của lớp cha đưa cái cạnh này vào chiều dài, đưa cái cạnh này vào chiều rộng, thì lúc này cái hình chữ nhật của mình đã trở thành hình vuông chưa? Rồi, và cái chu vi và diện tích gần như mình không cần phải viết lại. Không cần viết lại. Được chưa nào? Rồi hàm nhập. Nếu mình gọi là dis cạnh thì chỗ này mình cũng không cần phải dis cạnh nữa, mà mình sẽ dùng từ super super chấm gì? Chấm dài bằng chấm rộng. Xong. Hàm xuất của mình chỗ này dis chấm cũng được, super cũng được. Thực ra chỗ này bạn dùng dis chấm cũng cũng không có sao. Bởi vì nó kế thừa rồi. Chấm dài là đủ, bởi vì dài với rộng lúc này là giống nhau. Đó. Cho nên nếu như các bạn kế thừa thì thứ nhất là việc viết code của mình nó sẽ tiết kiệm lại. Thứ hai là nếu như mình thay đổi cái gì ở trong cái phần lớp cha thì lớp con nó sẽ được hưởng lợi theo. Như vậy cái đấy chúng ta gọi là kế thừa. Tức là những cái gì thuộc cha thì con có thể sử dụng, ví dụ get chu vi, get diện tích. Không cần tính lại. Chúng ta cũng có thể sử dụng được. Chiều dài 6 3 thông tin hình chữ nhật, bây giờ thông tin hình vuông. Thông tin hình vuông, cạnh hình vuông mình cho là chính. Như vậy chỗ này mình sẽ thay đổi chỗ này tí xíu, tại vì lúc mà mình viết lại á mình chưa có thay đổi chỗ này. Cạnh chu vi diện tích, cạnh chu vi diện tích. Thì chỗ hình vuông mình chỉ cần thay đổi ở chỗ cái hàm xuất. Xuất mình thay đổi tí xíu. Này, thông tin hình vuông là xong. Đó. Nhập xuất. Được chưa? Như vậy cái mà chúng ta nói về kế thừa là nó như thế. Có ai trao đổi gì thêm về kế thừa không? Override. Cái này chúng ta sẽ sử dụng override cho nó. Nhập cũng như thế. Public void nhập. Public void. Ok. Được chưa? Tại vì sao cái hàm nhập nó không đòi override các bạn? Bởi vì hàm nhập bên này thầy viết chữ n thường, hàm nhập bên này thầy viết chữ hoa. Cho nên nó thể hiểu hai cái hàm nhập khác nhau.
Override. Tức là khi mà nó gọi hàm nhập thì nó sẽ biết là sử dụng hàm nào. Nếu như mình khai báo kiểu là class vuông thì nó sẽ dùng hàm nhập này.